Hi, Sức sống 360 rất vui được gặp lại với cô chú, anh chị và các bạn. Ngay phía trước màn hình của các cô chú và các bạn đây là chợ Hiệp Tân nè. Chợ Hiệp Tân thì bên trong nhà lòng chợ bây giờ đâu có mở cửa, chưa cho phép mở cửa. Mà thấy việc buôn bán ở bên ngoài, tự phát bên ngoài thì hầu như thấy bà con thấy cũng đông đó. Bây giờ chỉ có buôn bán tự phát thôi, còn trong nhà lòng chợ thì chưa được phép mở cửa đâu. Xung quanh ngay chợ thì lúc nào cũng có buôn bán rồi. Buổi sáng thì Sức sống thấy nè, các bạn thấy người ta đi chợ đông cũng quá đông rồi. Nhớ một thời gian đi, bắt đầu trong thời gian dịch á, mấy ông bảo vệ trong đây đi vào đây mấy ông chửi dữ lắm luôn á. Ôi da, đông quá các bạn ơi, cô chú và các bạn xem người đi chợ cũng đông quá luôn rồi nè. Bên đây cũng vậy, đủ thứ thức ăn hết trơn. Thích chợ này ghê luôn á. Đồ ăn, đồ uống đầy đủ, trái cây cũng rẻ nữa. Wow, trái cây ngon quá luôn nè các bạn. Cô vít, thanh long, xoài. Cô chú thấy, các bạn có thấy tấp nập không? Qua bên đây là con đường Chu Thiên. Bên đây là đường Chu Thiên nè. Rau cải đầy đủ hết ha. Nấm rau rồi ngon. Tôm, thịt, cá ở đây thì đầy đủ hết. Hoa bán quá chừng trái cây ở đây rồi. Ủa, trái cây, nhiều loại trái cây luôn nè, các bạn vào đây mua đủ thứ hết trơn á. Wow, ngon chưa? Các bạn thấy là trái cây nè, đủ. Ngày thường thì cũng ngay khu vực này cũng đông đúc như vậy á. Ở bên trong có khô với lại tôm nè. Bên đây thì hàng trái cây nè. Vô vào chỗ đông đông người này giờ cũng hơi ngán ngán. Vì bây giờ thì dịch bệnh nó chưa có hết hẳn đâu. Wow. Hỏi ổi thường thì 5.000 đồng ký. Mùa này hồng thì 30.000 đồng ký. Bây giờ thì xoài đã có rồi nè. Ổi 15.000 ký, tùy theo loại. Vô hôm nay thì bà con người ta đi xe vào đây chưa được, chứ ngày thường là cái chỗ này buôn bán đâu có đi vô xe vào đây được. Quá chừng trái cây nè. Trái cây thời gian này đã rẻ lại rồi. Nó không có. Đông quá, đi vào đây thấy nguy hiểm quá. Đó, cô chú và các bạn thấy đông vui quá chừng không? Để con chen vào ở đây. Thời gian này thì hầu như là ai cũng tranh thủ đi tiêm vaccine cho đủ 2 mũi thì ra buôn bán gì, chứ ai cũng sợ lây bệnh hết trơn. Nhưng mà cuộc sống mỗi ngày vậy thì phải đi buôn bán. Hồi lúc trước dịch đó là đồ vật này nè các bạn, che nhiều sạp buôn bán, nhưng hôm nay mấy cái sạp đã mất tiêu hết trơn rồi, chỉ bà con người ta để dưới đất người ta buôn bán nữa. Rau cải đủ loại hết trơn, ngon quá. Thấy đông vui gì mình cũng mừng ha, cho bà con nữa. Các bạn biết có mừng không chứ Sức Sống thấy Sức Sống mừng cho bà con lắm luôn á. Mấy tháng ở không ăn không cái gì cũng hao mòn hết trơn, giờ buôn bán được có đồng ra đồng vô cũng rất là vui, mừng cho bà con nữa. Bầu bí bữa cho qua đợt đoạn này mừng quá. Thật ra thì bây giờ đi cái chỗ đông đông, tập trung đông đông lại mình cũng thấy ớn ớn chứ. Các bạn có thấy ớn không chứ Sức Sống đi chỗ đông 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 nữa mình cũng thấy ngán ngán ớn ớn chứ. Vì để có những cái phim cho cô chú và các bạn xem nên cũng phải liều đi vào hôm nay quay phim. Các bạn có gì ủng hộ cho Sức Sống nha. Mình đang thời gian hàng trái cây. Mặn đó thì bây giờ 35.000 đồng ký. Wow. Đến đây thì thưa việc buôn bán lại rồi. Cũng hơi xa xa cái đoạn chợ này. Là ngã tư Bốn Xã này cô chú anh chị và các bạn ơi, nó có 4 cái con ngã rẽ đi ha. Là bên tay trái á, đây là đi về đường Thoại Ngọc Hầu, còn ở phía ngay chỗ điện máy xanh đằng trước á sẽ đi ra đường Hòa Bình, và cô chú và các bạn sẽ đi thẳng về Đầm Sen. Hướng này nè cô chú sẽ đi ra đường chợ Lê Lâm với. Ở đây nó có 2 ngã rẽ nữa. Rẽ phía bên này thì đi ra chợ Bình Trị Đông. Còn phía này là cô chú và các bạn sẽ đi ra Đầm Sen nè. Đó là đường Hòa Bình, đi ra chợ Cây Keo. Ở đây là khu vực chợ Tự Phát của ngã tư Bốn Xã. Thường ngày khu vực này rất là đông đúc, buôn bán tấp nập và nhộn nhịp. Điều hôm nay bà con cũng đã trở lại buôn bán rồi. Hôm nay thì chưa bằng như cái lúc chưa có dịch, cũng lác đác cái nhiều sạp bán thịt heo nè, có người bán cá vẫn còn thưa. Đó, thịt cá bà con ta để bên đó bán vậy. Chợ này cũng là gọi là chợ chạy đó, thì mỗi khi có đô thị đến thì bà con buôn bán hàng rong đó, người ta chạy để bị đưa về phường. Hôm nay hoạt động buôn bán của bà con thì vẫn còn thưa nè, bà con ta buôn bán chưa đầy đủ hết. Tại vì vừa qua thì có một số lượng lớn người dân người ta đi về quê á, nên bây giờ có lẽ tiểu thương đây nó lại ít lại. Có nhiều sạp thịt heo ở trên đường nè, các bạn thấy trước màn hình đó. Phía bên tay phải cũng có nè. Còn thưa quá, nhưng tuy vậy thì cũng rất là vui rồi. Bà con người ta cũng buôn bán trở lại. Trong khu vực này thì có nhiều công nhân, á, nên là việc buôn bán này cũng khá là tấp nập. Đó, vui đó, kiểu buôn bán có những cái sạp xe nhỏ, xe cá biển. Rồi, còn bên đây thì vui vui nè, dưa leo, dưa măng nè các bạn ơi, 20.000 một ký. có cả măng nữa. Để sang đi dài dài xuống xuống dưới cái này cho xem. Bên đó thì cái sạp bán rau cải với lại hàng trái cây. À bây giờ thì Sức Sống sẽ đi bên đường này rồi quay trở lại cho cả nhà xem sao ha. Ở đây cô chú mà buôn bán ở bên trong á, người ta thấy cái camera thì họ cũng như là ngạc nhiên, với lại người ta suy nghĩ, người ta sợ sợ đó. Cái này họ hôm nay không biết có cái chuyện gì, người ta sợ là có đô thị đi ghi hình lại để la họ, nên là họ cũng sợ, làm cho người ghi hình quay phim thì cũng lo lắng, cũng hơi ngại ngại. Đó, cuộc sống buôn bán ở bên lề đường như vậy đó cô chú các bạn xem nè, cũng có đủ những món ăn từ trái cây, rau cải, thịt cá. Và chỗ này đặc biệt là buôn bán cũng khá là mềm, giá rẻ, vì ở đây là công nhân tập trung nhiều mà. Ôi trời ơi, sơ nho ngon quá ha. Đợt này nho nhiều quá chừng luôn rồi. Có lẽ các bạn cũng giống như Sức Sống, trong thời gian mà được bị cách ly ở nhà, thực hiện theo chỉ thị 16 á, là không đi ra bên ngoài được, thì cảm giác như nó khó chịu, giống như bị cuồng chân gì đó. Vì hôm nay mình đi ra được bên ngoài á, cảm giác như nó rất là thoải mái, nó có cái gì đó nó đến đường này nè các bạn thấy có nhiều xe hàng rong luôn nè, nhìn cảnh này thấy nó vui vui mắt sao lắm á. Nào là trái cây, xe trái cây. Hôm nay là do ngày chủ nhật á, nên là đô thị ít có đi đường, còn nếu không những ngày thường thì cũng bị gượt chứ lắm. Cá, xe rau cải. Có lẽ là bà con buôn bán đây cũng rất là mừng, sau mấy tháng ở nhà cũng thiếu thốn, cầu cho đi ra buôn bán được, có đồng ra đồng vô. Chứ ở nhà hoài tiền thuê nhà trọ nè, rồi tiền ăn tiền uống, mặc dù cũng có hỗ trợ nhưng mà cái mức sống như vậy hoài thì nó cũng không có đủ đâu. Nhưng mà con buôn bán được thì mình cũng thấy vui nữa, bà con cũng vui, hầu hết ai cũng được vui hết chứ. À, các bạn xem cái chỗ này là thịt heo bán bên đường. Ôi trời, à, các bạn thấy người buôn bán bên đường là thấy vui không? Đó. Nho ở đây bán xề nho ngon quá, nho không hạt nên là 120.000 đồng một ký. Dạ đúng rồi. Ủa mấy trái vàng nó đâu có ngọt mà trái nâu quá không? Trái này thì nó giòn hơn. À. Những ngày thường trước á, thì buổi sáng cái chỗ này đông lắm á. Bây giờ thì nó hơi thoáng hơn, nó không có nhộn nhịp thì người bán nó ít hơn. Cá thịt bán bên lề đường vậy này. Cửa hàng bún. Ngay chỗ đoạn này giờ thưa lại nè, lúc chưa dịch ngay chỗ này hàng thịt, hàng cá, đủ thứ ở đây hết trơn á. Nhưng giờ bà con tiểu thương chỗ này là trống lỏng hết trơn. Chỗ này có lẽ là bà con đi về quê hay sao á. Rồi, Sức Sống đã đi chở ngược lại cái chỗ ngã tư Bốn Xã này rồi nè. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.